Vâng, Đồ Gỗ Bàn Sáu xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Rất nhiều người hiện tại ở gia đình đang có những gốc cây để không và đang muốn tìm thợ đục, thì không biết tìm ở đâu để có được cái địa chỉ uy tín và đục được một bộ bàn ghế, bàn trà đẹp. Thì hôm nay Đồ Gỗ Bàn Sáu sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu bàn trà 12 con giáp để cho tất cả quý vị và các bạn tham khảo. Thì trên đây Đồ Gỗ Văn Sáu cũng chia sẻ cho quý vị luôn là bên trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu chuyên mua những cái gốc cây và nhận cả đục thuê về gốc cây, đục bàn trà 12 con giáp, đục bàn trà tứ linh và các kiểu dáng bàn trà theo mẫu của khách hàng yêu cầu. Ở đây thì Đồ Gỗ Văn Sáu có một bộ bàn trà với kích thước rất lớn, kích thước khá là khủng. Về cái bộ này thì có chiều dài về phủ bì là hơn 3 mét và chiều phần bề mặt là 1,4 mét. Với cái bộ này thì được làm trên chất liệu là dòng gỗ xà cừ và được người nghệ nhân đục chạm hình tượng đó là 12 con giáp trên một bộ bàn trà. Nếu như quý vị và các bạn có những cái bộ bàn trà như có những cái bộ gốc cây càng to càng tốt và có những phần rễ nhánh càng lớn càng tốt thì người thợ sẽ rất dễ dàng khi bài trí các con vật trên từng cái phần rễ nhánh của bộ gốc cây. Tất cả các phần rễ nhánh sẽ được đục từng con vật trên cái hình tượng 12 con giáp hay chính là 12 con giống ở trên cái bộ bàn trà, tạo nét độc đáo, tạo nét nổi bật và tạo nên cái sự đẳng cấp cho bộ bàn trà gốc cây khi mà khách hàng sử dụng. Từ một cái gốc cây khô để với cái giá trị nó không được cao sau khi chúng ta đục đẽo và tạo tác thành những cái bộ bàn trà như thế này. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết hơn để quan sát theo dõi kỹ hơn về cái bộ này để có thể là tham khảo và đặt theo mẫu giống như vậy. Mặt bàn này rất là rộng và được thiết kế đục thấp hơn xuống khoảng 2 cm để chúng ta có thể để các vật phẩm ấm chén và trên cái bàn tiếp khách. Ở đây chính là hình tượng con ngựa. Cách bài trí từng cái vị trí 12 con giáp trên từng vị trí thì sẽ tùy theo cái đầu óc sáng tạo của người nghệ nhân mà sẽ ra được một tác phẩm riêng biệt. Khi chúng ta có một bộ bàn trà và đục đẽo tạo tác lên như thế này thì trông rất đẹp. Từng cái hình tượng về cái bộ này thì đã được đục hoàn thiện, chỉ còn chờ đó là sơn lót, đánh giấy giáp và PU là hoàn thiện. Các con vật được bài trí theo thứ tự. Đây chính là cái phần chân của một bộ bàn trà. Hình tượng con heo, con trâu và con chuột. Chúng ta sẽ đi quan sát chi tiết hơn về các hình tượng con giống trên bộ này. Quý vị và các bạn đang thấy đó là hình tượng về con hổ, chúa tể của sơn lâm. Có thể thấy người thợ đục bộ bàn trà này đục con hổ rất có hồn và đẹp. Con hổ này được đục là hướng vào phía bên trong của cái bàn trà. Về phần rồng thì được đục uốn mình quanh cái thân rẽ nhánh của bộ bàn trà và đối xứng với hình tượng rồng, đó là hình tượng gà. Phía bên đây chính là hình tượng con trâu hay chính là tuổi Sửu. Các con vật này sẽ được đục với dáng thế hiền lành hay là hung dữ tùy thuộc vào cái bản tính cũng như là cái hình tượng mà 12 con giáp đem lại. Bên Đồ Gỗ Văn Sáu sẽ có hai mẫu 12 con giáp cho quý vị, đó là một mẫu là đầu rồng hướng vào phía bên trong bàn trà và một mẫu là đầu rồng hướng ra bên ngoài. Nếu mà quý vị và các bạn muốn đục theo yêu cầu thì có thể liên hệ Đồ Gỗ Văn Sáu. Và ngoài ra thì còn có đục tứ linh, đục bất kỳ những cái hình tượng con giống nào hoặc là đục theo năm tuổi cho từng cái bộ bàn trà theo quý khách hàng yêu cầu đều được hết.
Trong video ngắn ngày hôm nay, đồ gỗ bàn 6 muốn truyền tải cho quý vị và các bạn và theo dõi một bộ bàn trà được làm trên dòng gỗ xà cừ. Bộ này rất lớn, kích thước phủ bì lên đến hơn 3 mét. Và mẫu này cũng là một mẫu cho quý khách hàng tham khảo nếu như mà muốn đặt theo kiểu dáng gần giống như vậy. Và đồ gỗ bàn 6 vẫn cứ mua những cái gốc cây hoặc là nhật đục thuê, đục theo yêu cầu, đục bàn trà 12 con giáp, đục bàn trà tứ linh. Và quý vị và các bạn có thể liên hệ ngay tới số điện thoại 0968 152 070 và 0972 28 2070 để liên hệ khi có các cái bộ gốc cây, các cái bộ bàn trà để có thể tư vấn xem là được đục với dáng thế như thế nào và tiền công cũng như là thời gian hoàn thiện của từng cái bộ gốc cây nó sẽ khác nhau. Cảm ơn tất cả quý vị và các bác đã quan tâm theo dõi nội dung video ngày hôm nay. Và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bác trong các nội dung video tiếp theo.